Minh Nguyễn xin chào toàn thể các bác, các quý anh chị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục cập bến và giới thiệu cho các bác một dòng đẩy QSC, một dòng đẩy thương hiệu đến từ Mỹ nữa nhé. Hôm nay thì em có hai mã, một mã là 1.8 1.800W đấy, và một mã là QSC 3.800, con này xe 3U các bác nhá. Con này thì là nguồn nguồn của nó là nguồn xuyến đấy, nguồn xuyến vuông các bác nhá. Còn con này nó là nguồn sung đấy, con này thì nó rất là nhẹ đấy, và con này cực kỳ là nặng. Con này nó chạy hai nguồn các bác nhá, hai biến áp đấy, hai biến áp. Và con này nó là con sò sắt, con này thì rất là trâu bò rồi các bác nhá. Con này thì ở những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu cho các bác một dòng đẩy QSC đấy, về chi tiết ruột gan. Con này thì các bác có thể chơi đánh những đôi loa xịn, ví dụ như phun đôi 40 các bác đã đánh thoải mái cho các bác nhé. Con này thì là nó đánh được xuống đến 2 ôm đấy. Con này thì nó quá là gấu rồi, các bác đánh những cái dòng loa Mỹ hoặc cái dòng loa karaoke để chuyên được nghe nhạc đấy, tiếng rất là sạch sẽ. Con này nó sẽ không có quạt gió các bác nhé, con này thì nó sẽ có tản nhiệt ở hai bên đấy, đánh rất là yên tĩnh các bác, là nghe nhạc vàng, nhạc không đời thì cực kỳ là hay đấy, không như là những cái dòng đẩy nguồn xung. Con này thì nó lại sử dụng quạt gió các bác nhé đấy, quạt gió đấy. Đắt này là 1997 đấy. Con này thì hàng Mỹ xịn, đều hàng xuất như các bác nhé, chạy điện 220. Đấy. Nói chung là dòng QSC thì các bác biết về chất âm chất tiếng rất là hay, chi tiết sạch sẽ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Chi tiết linh kiện của nó quá dã man, đều là linh kiện cắm hết các bác nhé, đều là linh kiện cắm hết, và máy của nó còn zin đẹp. Đấy, xuất sắc. Tụ còn phẳng lì. Này chạy tụ 200V, 4 tụ các bác nhé. Đấy, máy nghe năng bật rồi. Con này đánh ở chế độ 4 8 ôm nó sẽ là 400W trên một kênh. Còn đánh là chế độ mà 8 ôm, xin lỗi các bác, đánh là chế độ 8 ôm là 400W, còn đánh là chế độ 4 ôm nó sẽ là 650W các bác nhá. 4 ôm sau là 650W trên một kênh. Đấy, các bác có thể chơi những đôi loa 40 đánh thoải mái, hoặc các bác có thể đánh hai đôi phun 50 các bác đánh thoải mái nha các bác nhá. Con này thì chất tiếng nó rất là hay, chi tiết. Và sau đây thì em sẽ mở một đoạn nhạc lời để cho các bác nghe. Chất âm chi tiết mộc mạc của nó. Đây là em đánh từ máy tính vào đẩy, không qua một cái thiết bị gì xử lý âm thanh, các bác nghe đánh qua đôi loa phun 30 các bác nghe tiếng rất sạch sẽ luôn. Đấy. Quên mất câu thề, bỏ lại đây tình ta còn đang rất xa. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm nắng.
chiều em nhớ anh thật nhiều. Mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tàn trong quán khuya, em vẫn đợi chờ. Tìm đâu tình yêu ngày đó, giờ đã cách xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc. Giữa những nỗi đau còn đang cứ than trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng. Thấm ngon. Những chiếc cục đẩy như này thật sự các bác là rất là hay. Và con này thì thật sự các bác là nó cực kỳ là đẹp. Nói chung là nếu mà để mà chỉ bàn về cái độ chất độ đẹp của nó thì thật sự các bác là không có điểm chê luôn, cực kỳ là đẹp, sạch sẽ. Đấy. Các bác nhìn những cái thanh ốp sò này, các bác nhìn này sáng gọi là sáng bóng luôn các bác nhé. Đấy. Nó đẹp dã man luôn. Đấy. Các bác nhìn nó đẹp chưa, quá là khủng khiếp luôn. Sáng quắc luôn, các bác nhìn thành chưa bị ngả màu nữa nhé. Nên là con này nó chung là tình trạng máy đẹp, cực kỳ là đẹp. Đấy, máy con này quá là đẹp từ bên ngoài và bên trong. Rồi các bác nhìn này, cái thành ốp của nó này, cái nắp của nó này. Đấy, sơn zin như các nhá. Đấy, nó còn đẹp như này. Đấy, đẹp kinh người luôn. Hàng xịn này, các bác nhìn này, bao giờ nắp nó cũng có cái thông số này. Đấy. Quá đẹp. Tiếng này sạch sẽ. Tầm này các bác có thể hát karaoke, lời nó rất là bay. Lời rất là bay nha các bác nhá. Đấy. Những chiếc cục đẩy như cái này thì bên em đang bán ở mức giá là 8 triệu rưỡi nha các bác nhá. 8 triệu rưỡi một con, hàng của QSC nha các bác nhá. Đấy, mỹ xịn luôn. Hàng xuất chạy điện 220. Đấy. Con khủng long bạo chúa con ở dưới này nhé các bác nhá. Con này chạy 32 số sắt nhé các bác nhá. 32 số sắt. Đấy, QSC mã 3008. Dòng này các bác cứ lên mạng các bác xem. Tham khảo một vài đơn vị bán. Đấy, mức giá và người ta giới thiệu cũng khá là kỹ về cái chất âm chất tiếng cái con 3008 này nhé các nhá. Quan trọng với chủ yếu là với cái mức giá. Đấy, mức giá từng đơn vị đưa ra. Thì con này thì thật sự các bác là hiện tại trong thời điểm bây giờ thì cũng giá rất là tốt cho các bác. Tại bên em đang bán con này là 15 triệu nhé các nhá. Giá 15 triệu, đấy, giá cực kỳ là tốt luôn. Một con đẩy chạy 32 số sắt, các bác có thể ghép được các loại loa luôn. Đánh được xuống 2 ôm nhé các nhá. Ít khi có những con đẩy nó đánh được xuống 2 ôm lắm. Đấy, nhưng mà riêng cái con QSC 3008 như thế này, con này nó đánh được xuống cả 2 ôm. Nên là không kém một cân loa nào cả nhé các bác nhá. Loa nào các bác cũng có thể ghép qua này các bác có thể chơi được. Đấy. Con này thì các bác có thể đánh full 40 nhé các bác nhá. Đấy, full 40 hoặc full đôi 40 các bác chơi những con này chơi thoải mái luôn các bác nhá. 32 số sắt, chạy hai nguồn riêng biệt các bác nhá. Đấy, và tản nhiệt. Chứ tản nhiệt hai bên, không còn gió, rất là yên tĩnh. Đấy. Giá 15 triệu nhé các bác nhá. Đấy, còn con này là giá 8 triệu rưỡi. Để các bác nào lựa chọn con nào. Hoặc là khi các bác xem mà nếu mà thấy video hay thì các bác cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Đấy, thì tất cả giá trên em báo giá tại cửa hàng nhé các bác nhé. Đấy, tôi video này em xin chân thành cảm ơn các bác. Và các bác nào cần những mặt hàng chất lượng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trên bài, và đây cũng là số điện thoại và địa chỉ cửa hàng. Số điện thoại 0985778338, cửa hàng số 247C đường Ngô Quyền, phường Ở Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thôi sau đây em cũng xin tạm dừng video ở đây. Thôi hẹn lại các bác trong các video gọi là gần nhất. Chào các bác nha.